Đây, tay sạch bong chưa? Đấy, không còn một vết keo nữa nhá. Đó, chỉ bằng hai cách đơn giản này. Đó. Ok, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại các bạn trong video hướng dẫn hôm nay, cũng như cái mẹo những cái mẹo vặt hay ở trong cuộc sống. Những bạn nào mà hay sử dụng keo 502, 502 hoặc là keo con voi ấy, các bạn dùng để dính những cái vật dụng thường ngày. Các bạn dính những cái vật dụng thường ngày đó, đây ví dụ như chai keo con voi này, mà vô tình các bạn bị rớt ra tay, bị dính như thế này nè, đó bị dính như này, dính vào tay. Mà các bạn thường thường ấy, theo phản xạ tự nhiên ấy, thì các bạn sẽ ghì, các bạn kéo ra bằng được. Đấy, các bạn có biết là các bạn thực hiện điều đó, các bạn sẽ gây ảnh hưởng. Ví dụ như không may keo, chai keo, chất keo nó rất là dính chắc, đó nó sẽ bị bong ra các bạn, sẽ ảnh hưởng đến da của các bạn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái cách nhỏ nhỏ để các bạn có thể gỡ ra khỏi tay. Đấy, giúp cho các bạn tách keo ra khỏi tay cực kỳ đơn giản và làm sạch bề mặt keo ở trên tay bóng như kiểu da bé luôn nhé. Rồi các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, trường hợp các bạn không may các bạn sử dụng bị keo đấy, keo 502, 502 dính vào tay đó, thì các bạn sẽ phải làm gì? Đó thì cái này thì rất nhiều bạn hay sử dụng để gắn những cái vật dụng không may nó rơi vào tay. Mình ví dụ hoặc là các bạn vô tình nó bị nhỏ vào tay như thế này nhá. Đây, mình ví dụ mình sẽ đây, mình sẽ đây. Rồi chả nhiều bạn. Rồi, đây. Mình sẽ nhỏ vào tay này. Đấy các bạn nhìn chưa? Tay của mình đang bị dính này này. Đó. Không may nó bị dính vào một vài giọt. Đấy, một giọt thôi là nó cũng đủ dính như này rồi, các bạn nhìn chưa? Đấy. Thì các bạn dùng cho mình cái cách đầu tiên như sau nhé. Đấy. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái bát nước đá như thế này. Đó, một cái bát nước đá như thế này mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đấy, một bát nước đá lạnh nhé. Đó. Các bạn cho nó lạnh một chút, sau đó thì các bạn sẽ nhúng tay các bạn vào. Đấy, các bạn sẽ nhúng tay các bạn vào này. Đấy, các bạn nhúng ngập tay các bạn vào nhé. Đấy. Các bạn cứ vừa nhúng các bạn vừa lắc như này. Đấy, vừa lắc và các bạn sẽ đợi khoảng độ tầm tầm 1 phút nhé. Đấy, gần 1 phút gì đấy. Các bạn cứ lắc, sau đó các bạn sẽ lấy tay các bạn di chuyển ra đều nhé. Đấy, đấy. Các bạn từ từ thôi, không phải vội đâu. Đấy. Đấy, các bạn cứ đợi một chút. Đấy, các bạn vừa day để cho nó tránh búa tay nhé, các bạn có thể di chuyển đều. Đấy, các bạn nhìn ra. Mình đang cố gắng gỡ dần ra này. Đấy. Các bạn ngâm khoảng gần 1 phút nhé. Đấy. Lạnh quá các bạn lại nhấc lên một chút. Đấy, các bạn lại thả vào. Đấy. Đấy. Đấy, sắp ra rồi. Đấy. Các bạn vừa 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 cho tay vào, các bạn vừa xoay tay một chút nhé. Đấy, vậy là ra rồi, các bạn nhìn chưa? Đấy, ra rồi. Đấy. Đấy. Nếu mà các bạn dùng theo cách này thì nó sẽ rất là hiệu quả. Còn đối với các bạn mà không biết thì các bạn, đây mình sẽ nó khô lên một chút. Nếu các bạn không biết thì các bạn cứ day tay thì cái tay của các bạn này nó sẽ có thể là bị bong ra nhé. Đấy, trường hợp các bạn tháo ra rồi này, đấy các bạn tẩy, các bạn tách được cái lớp keo ra rồi, đấy mà tay của các bạn nó vẫn còn cái lớp dính này này, đấy các bạn lại chuẩn bị cho mình tiếp một chút nước muối nhé, đây một chút nước muối hạt ấy, muối hạt ấy, đấy các bạn pha đặc cho mình nhá, đấy các bạn pha đặc cho mình, sau đó các bạn sẽ nhúng vào đây, đấy các bạn nhúng vào đặc nhá, các bạn nhớ là muối nước muối đặc nhá, đấy nước muối đặc cho mình nhá. Đấy, đây này, nước muối đặc. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ dùng tay các bạn sẽ kỳ ra. Đấy, các bạn kỳ ra. Đấy, các bạn nhìn ra. Đây này. Mình đang kỳ ra dần này. Đấy, nó đang bong bong này này. Đấy, nhìn chưa? Đấy. Các bạn tiếp tục nhúng nhá. Đấy, nhúng này. Mình nhúng một ngón trước cho các bạn xem này. Đấy. Đấy. Bóc ra rất là dễ này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, nếu mà bình thường ấy, các bạn dùng nước các bạn bóc ấy, nó sẽ rất là lâu nhá. Đấy, đây. Bóc gần hết rồi này. Đấy, các bạn nhìn những cái xù xù này sao. Bóc này này. Đấy. Đấy. Các bạn lại nhúng tiếp. Các bạn lưu ý là nước muối càng đặc càng tốt nhé. Đấy. Rồi. Đấy. Đấy. Vậy là cái da của, keo của mình nó đã bong hết rồi này. Đây mình sẽ lau sạch để cho các bạn xem.
Đây, mình sẽ lau sạch đi. Đó. Rồi, các bạn nhìn chưa? Đây, nó sẽ bong hết rồi nha. Mình vừa lau khô đi nhá. Đây này, còn bên này thì các bạn tiếp tục nhúng vào. Nếu mà còn thì các bạn tiếp tục nhúng vào. Và các bạn gỡ ra. Đấy, các bạn ngâm một lúc nhá. Ngâm khoảng ít thôi. Khoảng tầm 10 giây đổ lại thôi. Đấy, các bạn sẽ tiếp tục bong ra. Đấy, rất là dễ. Đây, các bạn nhìn chưa? Đây. Đây, mình bong rồi nhá. Đấy. Đây, những cái lớp này nó bong rồi này. Đấy, bình thường các bạn mà... Các bạn cứ thử đi. Đấy, bong hết rồi này. Đây. Nó sạch bong luôn. Còn tay này thì mình chưa 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 bóc nhá. Đây nó vẫn còn bị cảm giác nó còn gì dính ở đây này. Mình tiếp tục mình nhúng ra. Mình nhúng một lúc là nó hết là ngay. Đấy, mình ngâm ra một lúc nhá. Đó. Thì các bạn cứ thử theo cách này của mình đảm bảo nó sẽ hiệu quả rất là ok nhá. Đấy. Khi mà các bạn bị keo, các bạn nhỏ vào tay như thế này thì các bạn hãy khắc phục theo cách này của mình nhá. Cảm ơn các bạn. Ok. Thì đó là một cái mẹo nho nhỏ giúp cho các bạn sử dụng keo con voi hoặc là keo 502 bị rớt vào tay, dính vào tay mà các bạn không biết cách các bạn lấy ra được để tránh ảnh hưởng đến da tay. Thì nếu các bạn thấy mẹo này của mình hay, hữu ích thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và một bình luận ở phía dưới nhé. Các bạn cần yêu cầu những cái mẹo gì hoặc là yêu cầu những cái có câu hỏi gì, các bạn hãy đặt xuống phần bình luận của video nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.